Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mời mọi người cùng Vân ra thu hoạch khoai lang Nhật ha. Vân trồng cũng lâu đến đây rồi, Vân không biết đã có củ chưa thì Vân thử nhổ lên coi. Đây, Vân trồng đây. Thử nhổ coi. Trồng lâu không có củ. Ôi, đừng củ tí tí xíu như này. Để cái nước bói dưới này coi coi. Ôi, không thấy, thấy cái gì đây. Đừng nói không có cái củ nào. Ôi trời ơi, đứt rồi. Củ nằm ngang. Bỏ vào trong cái giỏ. Cái gì ta? Ôi đây thấy củ đây rồi. Bên trời đây hơi cứng đây. Đất vẫn đổ vô mà sao mà chưa cao lên cũng hơi cứng. Có củ nhỏ vậy đó. Hay là chưa? Nhỏ nhỏ thôi. Không thấy cụ á. Mấy ngày hôm nay không mưa nên đất rất cứng. Đi trong một bùi mà được có 5 củ, 6 củ gì ta. Vẫn lại bỏ cái này lại xuống. Trong lại. Cái bên trong thì bên dưới này có củ chưa? Trong gì này? Để mình đi qua đây mình cắt lại ha, cắt bị đỏ ha. Đây, này mình cắt nhiều bị đỏ đến đây này. Qua bên này vẫn cắt tiếp. Đây nữa. Quá cứng. Để mình bỏ cái máy xuống mình cắt cho dễ. Rồi. Ui. Rồi, vẫn qua đây vẫn cắt tiếp thôi.
loài bị dai nên cải nhiều ghế. Rồi, qua đây vẫn cắt cái trái bị đáo xong rồi vô trong kia vẫn cắt tiếp ha. Đây, vẫn vừa mới đứng đây vẫn nhìn thấy da da đây trong này. Rồi, lại đầu này vẫn cắt tiếp. Thì là vẫn thấy trên cao cao này không biết. À, trong này. Để lại đầu này vẫn cắt cái trái bừa này. Bự ghê. Thì vẫn bỏ cái máy xuống vẫn cắt ha. Qua đây vẫn cắt tiếp. Đây cái trái đầu này. Đầu rồng bò tùm lum nó bắt đầu ra trái. Vẫn hại ít cái này phố lát vẫn bỏ cánh mướp. Cái này là é. Là é nó lẩu gà ngon mà nấu canh mướp bỏ vô cũng thơm lắm. Canh mướp, canh mắng gì cũng được. Không hại đi thì nó ra bông hết à. Cái này loại này nhanh ra bông lắm. Bên trong cả tạo thải ra bóng mấy lên nó mới cứ rùng mới thôi. Bên trong bả cây à, khỏe thành quả sáng hôm nay và đi thu hoạch được là một ít khoai lang Nhật gừng, vẫn đào ít gừng nhưng mà vẫn không quấy ha, bị lao, bị đỏ đông bao, bị đỏ dai. Mướp hương, mướp hương đợt này vẫn để cho bừa bừa như này vẫn mới hái, không bừa vẫn hái nón quá. Bí đỏ dai đông bao này, cái loài này giống như xíu trái mọi người, trái nhiều lắm. Loài này không ngon thì cho nhiều trái, và con loài mà ngon á thì ruồi vàng chấm được vài trái thôi, cứ một giấy chỉ được 2 trái đến 3 trái. Bắp vẫn đây này, sắp được ăn rồi. Bạn quay lên cho mọi người. Quá trời bắp luôn. Vẫn trồng cả loại bắp mà ăn sống được, các bắp nữ hoang á, cùng chuẩn bị được ăn đây. Hôm nào được thì vẫn quay cho mọi người coi ha. Vẫn ra quay hơi trưa, 8 giờ hơn vẫn mới ra quay, tại vì ra sớm quá, chỗ vẫn sướng nhiều. Sướng nhiều ra ướt á, ướt xong rồi dính cái đất này, đất đỏ á, dính ghế lắm. Nên là vẫn quay hơi muộn. Bắp đợt này sao vẫn trông cao 2 mét mấy luôn mọi người. Nó trông vẫn cao 1m7 mà ra đã còn cái bắp này đang cao hơn trông vẫn vài chục phân nữa. Bữa vẫn nói trông vẫn đứng lại vẫn có coi á. Người vẫn còn 1m rưỡi. Cái bắp này cao gần ấy, cái cao luôn. Vẫn trông thì là bắp thôi. Chỉ vẫn chỉ thiếu cái bắp bắp ngọt, bắp mì á, là vẫn không trồng. Với bắp nếp nu còn là vẫn trồng bắp tím này, bắp nữ hoàng này, rồi bắp tím tím trắng trắng này, rồi bắp trắng này. Trong 4-5 loại gì á, 4 loại á. Vẫn trồng khóc luôn, vẫn mới ra trồng thêm nữa. Hay thấy bắp ăn ngon á, bắp nếp mẹ vẫn gửi ngoài quê này. Trồng đợt vẫn trong trong thùng xốp á, cũng có mấy cái chín cấy thôi nhưng mà bắp đẹp đẹp đều mà ăn ngon lắm. Mua ngoài chợ ăn này không phải loại bắp nếp như này, loại nếp cũng khác. Vẫn thì nghĩ kiểu nhiều giống ha. Thì vẫn
Mình xin kết thúc video của đây. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã có hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.